Rồi, trưa hôm nay em có lên clip hai con đực kem sắm trâu nha anh chị. Đó thì à, em đã dùng thước đo lại cho anh khách, mấy anh khách đã xa xem chính xác đó anh chị ơi. Đó, thì bò này thùng lớn nha, anh chị. Cái đít một đít luôn, lưng một lưng. Đó anh chị ơi, đó thùng quá lớn luôn. Chân cẳng tối, chân trâu nha anh chị. Đó, kem sắm trâu, chân trâu luôn, đầu bự nè anh chị ơi. Đó bò này pin lắm nha anh chị chân trắng cối nè kem sắm trâu hùng dạo cu gái anh chị ơi đó thì bò này tầm 9 tháng tuổi con này tầm 8 tháng tuổi anh chơi hai con báo quá, quá lực luôn đó thì bữa quay hơi tối đó thì có mấy anh khách yêu cầu quay kỹ lại cho anh coi đó nhanh chốt anh chơi thì cho anh chị tham khảo luôn nè lưng nè anh chị ơi bò này bao lực nha anh chị đó cũng dạ giả quá lực anh chơi thì anh chị gần xa thích hai cặp bò được uh, kem sắm trâu này cứ liên hệ em đó quá pin quá độ anh chơi đó con thứ hai này anh chị con thứ thứ nhất này anh chị nãy con thứ hai đó thì con này có chút xíu sừng anh chị mà nó lực nè anh chơi đó cái dạ cái thùng nó quá lớn anh chơi chân thẳng băng luôn nè đó thì thước tác em có đo cho anh chị rồi đó đó thì à, giữa lưng là mét mười mấy sau tầm mét hai đó anh chị ơi thì con kia cũng mét mười mấy ở số đất còn ở giữa lưng cũng tầm mét mốt anh chị ơi đó bò quá pin quá độ quá lực anh chị ơi đó thì bò này bao chân cẳng bao bú giò bú cẳng đó hàng bếp nha anh chị đó coi đầu nè anh chị ơi lưng đó thì nó tầm ngang tầm cây rống nha anh chị thì em có đo cây rống cho anh chị coi tham khảo luôn nè đó thì cây rống đó anh chị ơi đó trên cây rống là tầm m hai anh chị đó giữa lưng là trên m một nha anh chị đó thì con nhỏ đó anh chị ơi thì con này nãy đo cũng mét mười mấy đó thì sau đích là mét thăm trên mét hai đó anh chị ơi đó thì bò mình quan trọng là thùng lớn chân cẳng cối hiện dạng bao ăn uống là lụm đó quá trời cặp bò anh chị ơi dây lực nè đó anh chị gần xa thích cái cặp bò được kem sắm trâu lỡ này cứ liên hệ em đó